thấy mình đang cầm cái gì hay không ạ? Đây là ly cà phê. Và mọi người biết không, ở bên Mỹ này á, thì cái cách pha cà phê của họ rất là khác, nó không có giống như bên Việt Nam của mình. Và ở bên Việt Nam mình vẫn chuộng cái cách thủ công hơn. Họ cảm thấy như vậy nó mới ngon và nó mới có đậm đà cái hương vị cà phê. Và thời gian sau này thì nó có một số người họ đã du nhập vào những cái máy móc, cái thiết bị. Nhưng mà đối với những cái người mà họ sử dụng máy móc thiết bị thì chỉ là những cái tiệm rất là lớn và họ kinh doanh thì họ mới sử dụng những cái máy pha cà phê thôi. Đối với những người mà ở nhà và sinh hoạt hàng ngày á, thì họ cũng ít khi nào họ sử dụng máy pha cà phê lắm. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người một cái máy pha cà phê dành cho cái sinh hoạt trong gia đình, và mình cảm thấy nó rất là nhỏ gọn và cực kỳ tiện lợi. Và mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người biết cái cách pha cà phê của những người Mỹ trước khi họ đi làm và họ có một ly cà phê như thế nào và trong khoảng bao lâu sẽ hoàn thành cái ly cà phê đó. Và cái công việc mà mình nói là nó rút ngắn cái thời gian sinh hoạt đó là bao lâu và nó tiện như thế nào, thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình vào bếp nấu một món là thịt heo kia, và muốn giới thiệu cho tới tất cả mọi người thêm một cái dụng cụ sử dụng ở trong nhà mà mình cảm thấy rất là thích và muốn giới thiệu với tất cả. Và đây là miếng thịt khìa của mình. Các bạn thấy mình đang chiên cho nó giòn hai cái bề mặt để xíu nữa mình đổ nước dừa vào nó sẽ ngon và nó sẽ có một lớp da giòn giòn. Và đây là cái máy mà mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Các bạn thấy nó có một góc mà đứng rất là bé bé ở cái khu vực bếp hay không ạ? Hay là máy pha cà phê các bạn. Và cái cách pha cà phê mình thấy cực kỳ là gọn gàng và mình vệ sinh cũng rất là dễ. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người là cách pha cà phê ở bên Mỹ như thế nào nha. Rồi, sau đây là mình sẽ sử dụng cái máy này và cho các bạn xem là cách sử dụng nó như thế nào ha. Thì ở đây mình có một cái bình nước, và cái bình này giống như cái bình thủy vậy các bạn. Thì mình để nước vào đây, ví dụ như trên đây nó có tỷ lệ nước, thì ví dụ như các bạn muốn uống đậm hay lợt á, là tùy theo cái lượng nước này mà các bạn đông vào cái máy này để mình bật lên. Giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem ha. Thì cái bình này á, mình để vào cái máy như thế này đó, là đã, các bạn thấy không? Thì mình sẽ cho các bạn xem cái quy chế của nó là phía dưới này nó là một cái mặt kính điện tử đó các bạn. Khi mà mình sử dụng cái mình gắm điện vào đây, đây là cọc dây điện, đây mình gắm vào cái ổ điện, và bên hông của cái máy nó có một cái nút bật. Các bạn bật cái nút này lên, các bạn để cái này vào và các bạn bật cái nút này lên. Rồi á, cái phần cái này mới là quan trọng, là các bạn phải dỡ cái này lên, cái máy lên ha. Xong rồi á, phía bên trong này á nó có một cái khay như thế này. Cái khay này nó có một cái lỗ để nó chảy nước xuống nè các bạn. Nó có một lỗ có chảy nước xuống, khi mình đổ vô cái đồ nó lược cà phê cho mình ha. Và ở trong đây á, mình vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Phía bên trong đây mình vệ sinh cũng rất là dễ, mình lấy cái này ra mình làm vệ sinh thôi. Còn cái kia mà cái phần nước hồi nãy á, mà mình bỏ vô cái bình á, là nó sẽ chạy qua đây nha các bạn. Đó, rồi bắt đầu mình sẽ làm thử cho các bạn xem ha. Rồi bỏ vô đây nha. Và cái miếng trắng trắng hồi nãy mà mình cầm cho các bạn xem đó, đó là cái túi lọc cà phê. Đây nè các bạn, đây là cái túi lọc cà phê nè các bạn. Các bạn thấy không? Là mình chỉ lấy một miếng như vậy thôi, một miếng mỏng như vậy thôi. Đó, mình đặt vào đây. Các bạn thấy không? Đó, mình đặt vào đây. Và mình múc cà phê mình bỏ vào. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem ha. Mình múc cà phê mình bỏ vào. Ví dụ như mình uống ha, hơi loãng thì mình pha 2 muỗng. Còn nếu đậm đặc hơn nữa thì pha 4 muỗng mà lượng cà phê nhiều hơn ha. Mình sẽ pha 3 muỗng cho 2 ly cà phê đi ha. Rồi, bắt đầu mình đẩy cái nắp này lại. Đẩy cái nắp này lại. Và mình bật cái nút ở phía dưới. Đây mình bật cái nút này lên đây. Giờ cái thịt chiên này của mình đã chiên cho nó cứng hai cái bề mặt rồi, bắt đầu mình đổ. Nha.
nước dừa vào các bạn, để mình chìa cho nó thấm các bạn. Đó, đổ nước dừa vào. Ở bên đây á, mình sử dụng nước dừa chai. Nước dừa này nó có ga nha các bạn, đây các bạn. Đó, coco soda. Sau khi các bạn đổ cái nước hồi nãy mà mình đông liều lượng đó đó, mình đổ vào đây, mình đổ vào ngay cái ngăn này nè các bạn. Mình đổ vào cái ngăn này thì bây giờ á, mình để cái bình phong xuống đây ha. Mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi, mình để bình phong xuống đây và mình đậy cái nắp này lại. Rồi các bạn bật cái nút này lên. Đó là đó. Xong rồi, bây giờ mình đang chờ cà phê nó xuống và bắt đầu nó tắt cái nút đỏ là coi như là mình đã hoàn thành xong cái phần chấm cà phê nha các bạn. Còn cái món thịt của mình cũng đã gần chín rồi. Và bây giờ mình đang chờ nó sắc lại và bắt đầu mình tắt bếp. Thế là mình sẽ có món thịt kìa, cực kỳ hấp dẫn. Xong rồi nè các bạn, cà phê đã hoàn thành. Mình sẽ rót ra cho tất cả mọi người xem. Các bạn thấy không, cái màu cà phê bên đây nó nâu nâu chứ nó không bao giờ được đen đậm giống như bên Việt Nam nha các bạn. Đây, các bạn xem nè. Các bạn thấy sao? Cái máy này mình cảm thấy rất là ưng. Và ông xã mình mỗi sáng ổng đi làm á, ổng bỏ vô như vậy. Ông chỉ cần đi chuẩn bị đánh răng rồi mặc đồ vô đi làm để đi ra đã có một cái tách cà phê nóng hổi. Mà không cần phải chờ nó xuống lượt lâu. Cái này nó xuống rất là mau. Và các bạn biết không, ở bên nước ngoài á, họ uống cà phê nó lợt như thế này nè các bạn. Các bạn vô, các bạn thấy trong suốt luôn á. Và họ uống nóng, họ không có uống lạnh như mình. Họ luôn là uống cà phê nóng. Và có bỏ sữa thì họ sẽ bỏ sữa tươi, chứ là họ không có uống sữa đặc giống như Việt Nam mình là chỉ có cà phê và sữa nó nằm tuốt dưới này thôi. Rồi bắt đầu mình bỏ đá vô đó các bạn. Cái này mình chỉ pha trong xã mình uống thôi, chứ còn mình là mình không thích uống cà phê nó lợt như vậy. Mình lại thích uống cái cà phê mà mình pha cho nó thiệt là đặc. Cà phê khác là mình dùng cà phê hòa tan. Ông xã thì ông uống cà phê phin, nhưng mà tại vì á ông không uống được đậm, còn mình lại mình thích uống đậm. Mà cà phê phin á thì mình pha đậm nó không có được giống như ở bên Việt Nam mình. Bên Việt Nam mình là nó có thơm mùi bơ nữa các bạn, mà ở bên đây họ là để natural luôn, không có pha bất cứ gì hết. Cho nên khi các bạn uống á thì cái các bạn uống các bạn rất là tỉnh táo, nhưng mà cái vị cà phê các bạn cảm không có cảm giác có vị đắng 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 của vị cà phê á. Là còn mình là mình không có thích cái kiểu đó lắm, cho nên mình chọn cách là uống cà phê hòa tan. Các bạn, mình chọn cách là uống cà phê hòa tan. Và đây là cà phê mình uống nè các bạn. À, cà phê hòa tan mà mình cảm thấy cái vị này cũng khá là ổn. Hoặc là mình uống nét cà phê, giống như cái loại nét cà phê mà ông xã mình uống á. Đây nè, cái hiệu này nè, nhưng mà mình uống cái loại hòa tan đó. Bây giờ món thịt kia của mình đã hoàn thành, mình sẽ tắt bếp. Xong rồi, đây ly cà phê của mình đây. Mình rất thích uống cái kiểu này. Và dặm lên như vậy nè, nó thấm vô cục đá. Chứ mình không có thích uống theo kiểu ông xã của mình đó, uống lỏng lê, lỏng lét. Nhưng mà ông xã mình uống kiểu này thì ông bị lầm bệnh tim, ông không uống được. Xong rồi đó, ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho tất cả mọi người biết cái cách pha cà phê bên Mỹ như thế nào và cách uống cà phê của người Mỹ là sao. Cũng như là có những cái máy móc cực kỳ tiện lợi và nó giúp cho mình rút gọn cái thời gian làm việc, cũng như là rút gọn cái thời gian mà mình sinh hoạt hàng ngày để có thể có nhiều thời gian hơn để mình tập trung vào công việc và giống như là mình có được cái cuộc sống nó gọn gàng hơn đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại.